mình thấy là món ăn ở nhà hàng thì cũng khá là đơn giản. Mình thì ăn thử nhiều món rồi nhưng mà mình thấy cũng kiểu như là theo khẩu vị của người Indonesia, nên là cũng không có mà thịt heo hay là thịt bò gì nhiều á. Không, mình không thấy theo thịt bò hết mà mình chỉ thấy là gà, cá, rau. Thì trong những cái món mà mình ăn thì mình thấy món cơm rang với món mì chiên, mì xào chứ, là mình thấy là cho em bé ăn ổn thôi chứ cũng không có gọi là ngon nữa. Với lại về các món bánh, ví dụ như món bánh mình lên đây đang ăn nè. À, với lại là mình thấy là có một món là mình thấy là mình thích, mình khá thích. Mình không biết cái tên nó là gì nhưng mà hình của nó là như thế này nè, kiểu như là nếp trộn với dừa nạo á, xong rồi với cái nước cốt dừa hay sao á, rồi nấu lên. Nhưng mà có mình cảm thấy giống như là nếp mà xôi nếp vậy đó, nhưng mà nó không phải là xôi mà dạng như nó y là nấu cơm mà nén lại á. Mình cảm giác nó là như vậy. Khi mà ăn vào thì cái những cái sợi mà dừa nó xen kẽ vô, cái nó béo mà nó ngon, mình cảm thấy là nó ngon nên là mình thích món này. Mình ăn đến 2 viên lận. Với có một món mình cảm thấy giống như món bánh đúc của miền Việt Nam mình á. Ăn ở nhà hàng này thì được cái là mình được trải nghiệm, được ngắm sư tử. Cùng mọi người đi.